Hôm nay Trường Anh báo giá tổng bãi rồi. Toàn xe đẹp không anh em. Anh em mới về Innova nè, đẹp không? Vàng, màu ghi vàng. Chủ nhà sơn nửa đen nửa vàng, đẹp không? Kết hợp lên đèn bi nè. Đồ chơi em này lên kính rồi. Xe cọp anh em nha, 63294 form dáng EB Innova. Hàng G, chuẩn G luôn. Không một ngày giờ dịch vụ. Từ phía trên nóc xuống là chủ nhà dán toàn bộ đề canh đen hết. Kết hợp bàn gác chân đầy đủ. Lên xi nhan trên gương chiếu hậu cho anh em. Nội thất ở trong anh em, bao đẹp, đồ chơi full cả mấy chục triệu rồi. Cam hành trình, cam dê full hết. Ghế phủ toàn bộ hệ thống 5D và dàn trần này. Dàn trần của em nó cũng lên toàn bộ hệ thống 5D nha. Liền lạc anh em. Anh em lấy mẫu này về chạy thì quá tuyệt vời. Đó, đúng chất gia đình. Anh chị thấy đồ chơi lên khiếp không? Ba dàn lạnh này. Lên trần caro hết toàn bộ cho anh em là sạch sẽ như thế này. Không có đâm pha lỗi lầm. Phần tắp bi anh chị coi, tắp bi vân gai nè. Xe đẹp lắm, keo chị rin hết. Đó, cái thứ tư là phần bọng dè của đời 2007. Không một tí một mọt anh em nha. Thấy xe này có điểm nào chê không? Xe này không có điểm nào chê, chỉ có chê tiền thôi chứ không có chê được cái xe này. Tiền nào của đó em nói với anh rồi mà. Anh thích Innova 207, giá tầm 190 trong nhà em có cho anh kìa. Nhưng mà nó không thể nào qua được chiếc xe này đâu. Dạ, chủ nhà lên lipo, đầy đủ tính năng rồi. Form dáng em Innova. Đóng nắp lại anh, đóng nắp lại luôn. Anh chị coi nè, lên rồi chơi kính rồi. Vậy hay lên lipo không? Cái cạn đuôi cá phía sau chủ nhà người ta cũng dán carbon hết toàn bộ đây nè. Em chưa? Dán đề can bên đây nè. Dán đề can hết toàn bộ. Phía dưới nè. Bề gác chân tích hợp đầy đủ tính năng nè. Hàng đẹp của Innova chuẩn chuẩn gốc cho anh em nha anh em. Đó, gia đình người ta đi cái xe này người ta cưng lắm. Bà con thấy không? Nhà có con nít dán hình Doraemon các kiểu. Đồ chơi là full kính hết rồi. Từ phần ghế nè anh chị. Ghế nội thất nè. Chất sơn rin còn gân guốc là từ những con tán bản lề. Cục máy bao êm nha. Máy móc em này khỏi chê luôn. Đề máy đó Quyên. Anh chị nè. Cục máy từ đường co nước chưa có dấu hiệu mở luôn. Máy móc rin. Cái này máy móc thì cực kỳ chất. G xịn đi đôi sẽ có ABS nè anh em à. Đó, ABS trong bóng phần. Được cái liền lẹt sạch sẽ, không đâm va, không cứng lỗi gì trên chiếc xe nha anh em. Đây là đèn bi nè, anh chị thấy đèn bi. Hai bên gân guốc đẹp như thế này. Đó, sóng gân của em nó đây. Anh em thấy sao? Đẹp không anh em? Đó, chuẩn gốc gia đình. Đồ chơi lên full kính rồi. Máy móc đồng sơn nội thất đẹp nha anh em. Mẫu này anh em lấy về chạy thôi. Đăng kiểm tháng 6. Đăng kiểm tháng 6. 2024. Gầm bệ là bao mới. Bao mới cho anh em luôn. Bốn ở vỏ đâu đó loanh quanh còn được ở tầm 65%. Vô lăng đi được 178.000. Đồng hồ của G nè. Đồ chơi nè. Anh em coi nè. Full chưa? Đẹp không? Trợ lực nhẹ tưng. Tắp bi bốn cánh cửa sáng tài nha anh em. Hệ thống keo chỉ của em nó là nguyên bản riêng 100%. Vô phần nội thất khoang động cơ máy và nội thất ở trong. Đó, bao xịn mịn cho anh em. Quá đẹp. Dàn lạnh phía sau là dàn lạnh âm trần hết toàn bộ. Âm trần hết toàn bộ nha anh em nha. Đây anh em. Phần keo chỉ trong nách cửa nè. Đó anh em coi nè. Sạch sẽ. Đây là phần tắp bi nè. Anh chị thấy tắp bi cửa không? Tắp bi cửa vân gai nè. Vân gai nó còn đẹp như thế này. Được chưa anh em? Quá mới. À, anh em thấy vân gai không? Đồ chơi full kính mít. Mẫu này lấy về chạy thôi.
anh em trải nghiệm tiếp tục vô cùng với Trần Anh phần gầm, dành cho anh em nào mà thực sự biết yêu cái đẹp thì lấy mẫu này nha anh em nha. Đây anh em coi phần gầm cùng với Trần Anh nè, gầm bè tê lắm anh chị nè, đó gầm bè của em đó đây. Em đi dẫn động toàn bộ hệ thống cầu sâu hết toàn diện nha anh em. Đó gầm bệ. Sáng trưng không một tí gọi là mục ngọt ở dưới phần gầm. Đăng kiểm mới. Đồng sơn đẹp. Form dáng đẹp. Máy móc bao rim. Có quan tâm hàng đẹp chuẩn gốc gia đình thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Trần Anh khép lại chương trình tại đây này nha. Chúc anh em có một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Hàng G 2007 nha anh em. Máy số cực green, đồ chơi cực xịn, tướng thật mi nhon, dáng chuẩn gốc chữ G. Được chưa anh em? Em khép lại chương trình tại đây này thôi. Trần Anh see you and goodbye.